ăn cua gì ghé em lựa nha, hồi nãy em livestream mà nó mờ quá em xó rồi. Rồi bữa nay nó ngon cực kỳ luôn, đủ loại nha bữa nay. Khách nào muốn ăn cua ngon lựa thì ghé em đi lựa cho nó dễ, tại em lên set em chỉ lên 1-2 set thôi. Đây gạch khói, gạch khói với y nha, gạch khói hở mu luôn bữa nay nè, quá trời lòi gạch khói bữa nay xuất sắc luôn á. Bên đây cua y, y 3 con 1 kg nha, giá siêu rẻ luôn. Nhỏ chưa có chắc lên. Đây cua xô nha, xô này là thịt 70-80-90% nhầm con vậy đó, nhầm con thịt nhiều lắm.